Hello, xin chào toàn thể anh chị em nha. Thì nói chung là mình cũng có đặt hàng đó anh chị em. Thì hôm nay là cái cục hàng này nó đã về tới nhà mình rồi anh chị em ơi. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái dây băng keo ra và mình coi bốn cây phôi của mình là nó như thế nào anh chị em ha. Thì ở đây là mình có đặt là ba cây phôi Linh Sam Song Hinh. Hàng này dòng này là dòng sắp đế anh chị em ơi, nhưng mà nó là mini ha. Thì ở đây thì nó cũng có đã cốt cành sẵn hết rồi anh chị em ơi. Bây giờ mình chỉ có việc mình á là mình về là mình nuôi nó và chỉ có thả dâm chi là xong thôi anh chị em ơi. Nói chung là hàng này hàng mini. Thì hôm nay mình đã nhận được 4 cục hàng rồi, thì cũng được 2 ngày thì cũng đã về tới nhà an toàn. Thì mình sẽ tháo ra mình quay gửi đến cho tất cả anh chị em mình cùng xem ha. Nói chung thì mình thì chỉ có thích nhất là những cái dòng mini này, mini anh chị em. Thì cái Linh Sam Song Hinh này á, nó là cây rin luôn á. Nó cũng đã là sắp đế hết trơn rồi anh chị em. Đế nó bự lắm, cái đế nó những cái cọng rễ nó còn bự hơn cái ngón tay cái mình luôn anh chị em. Thôi giờ mình tháo cục hàng ra và mình quay lên mình gửi đến cho tất cả anh chị em mình cùng xem vui ha.